Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, đúng 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, người đời thường có câu, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Tuy nhiên, nhiều cô bác lại thắc mắc rằng, tại sao có người cả đời hiền lành mà lại gặp lắm tai nạn, khổ sở đến vậy? Trái lại, có người hung ác sao vẫn được an lành và gặp nhiều may mắn? Đúng là theo luật nhân quả, ai làm nấy hưởng, ai làm nấy chịu. Luật nhân quả giải thích được các việc đó trong ba thời, là trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Có những nguyên nhân được tạo ra trong quá khứ thì kết quả hay hậu quả sẽ nhận được trong hiện tại. Có những nguyên nhân được tạo ra trong hiện tại thì kết quả hay hậu quả sẽ nhận được trong tương lai. Người hiền lành đang gieo nhân lành trong hiện tại, kết quả tốt chưa đến thì hiện tại phải đền trả quả báo xấu, là vì do nghiệp nhân xấu đã gây tạo trong quá khứ. Khi quả báo xấu hết rồi, vận xui qua rồi thì con người bắt đầu gặp may mắn, gặp vận hơn, gặp số đỏ, gặp quý nhân mà ăn nên làm ra, tiền vô như nước, dạng sự hanh thông. Do đó, sách có câu, hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai, chính nghĩa như vậy. Nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng số phận và đường đời căn bản của mỗi người, quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra. Dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện, dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp. Các nghiệp quả phải trả và phúc đức là do chính bạn tạo nên. Như vậy, tâm thế nên có không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản. Bởi nguyên nhân thành hay bại có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già. Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của dòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn là lúc ông bà cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa, đúng không nào? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết vận trình các phương diện và vận mệnh của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong thời điểm sắp tới. Được biết, bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lam lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bình vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong thời điểm sắp tới này, bản mệnh được ơn trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc, đủ đầy, tiền vàng ngập két, mười phân dạng mười. Vậy để biết được vận trình cụ thể trong thời điểm sắp tới của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ diễn ra như thế nào,
thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi của thời điểm sắp tới, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có điều gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Nhìn chung, Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà. Trong bất cứ công việc gì, họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất, Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và dị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác. Nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật, mâu thuẫn. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi, không chỉ ý thức về bản thân. Mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành. Để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân, họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Trước khi làm việc, đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có. Nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm, nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Nhìn lại quãng đường mà Mậu Tuất đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Mậu Tuất mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Mậu Tuất mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Mậu Tuất mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên,
Không có gì là sai khi Mậu Tuất vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Mậu Tuất cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng giật dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Mậu Tuất sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say giật dậy. Suy cho cùng, Mậu Tuất dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Mậu Tuất ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi dương mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Mậu Tuất có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Mậu Tuất cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Mậu Tuất luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Mậu Tuất giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Mậu Tuất như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Mậu Tuất là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài. Danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Mậu Tuất, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải chi tiết về vận trình Tử Di các phương diện chính của cuộc sống cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đúng 7 ngày tới, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Dự báo rằng thời điểm năm 2024, công việc của người tuổi Mậu Tuất trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh. Thời điểm này, các nhiệm vụ, kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Đặc biệt, có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy, bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng, nhiều thuận lợi là thế. Song không có nghĩa là thời điểm này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt, nên giận tiểu nhân vẫn luôn rình rập. Nhắc nhở con giáp này chớ dội đắc ý, hay ngủ quên trên chiến thắng, mà chủ quan lơ là, chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn, đúng mực, làm việc chăm chỉ, thì dù có tiểu nhân quấy phá, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn, sẽ mang lại kết quả tích cực. Xét về phương diện tài lộc.
Dự báo thời điểm sắp tới này, nếu người tuổi Mậu Tuất chăm chỉ làm ăn, thì nguyệt lệnh lâm quan sẽ đem lại cho bạn một kết quả xứng đáng. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân và chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ, nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng. Xem tử vi thời điểm sắp tới thấy rằng có thể quá trình hợp tác không chỉ gặp những điều may mắn, song thách thức xuất hiện cũng là lúc giúp bạn khẳng định được năng lực của mình. Người làm đầu tư kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ bạn mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính, dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác mà sao xấu thiên hình, sẽ khiến bạn rơi vào dòng tù tội, nhẹ thì cũng ảnh hưởng danh tiếng, đánh mất quan hệ. Trên phương diện chi tiêu, do phải chịu ảnh hưởng của tiểu hao nên bản mệnh chi tiêu tốn kém, nhiều khi rút hầu bao mà không để ý mình đang có bao nhiêu tiền. Nếu không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm thì bạn dễ rơi vào tình trạng tiêu hết sạch những gì mà mình vừa kiếm được, khiến tình hình tài chính dậm chân tại chỗ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tử vi dự báo thời điểm sắp tới vận trình tình cảm rất đáng mơ ước, khi bản mệnh sẽ có một người bạn đồng hành vô cùng thân thiết và một gia đình đáng mơ ước, luôn chia sẻ với ta mọi vui buồn, khiến ta sống có ý nghĩa và có mục đích hơn. Vì thế các cặp vợ chồng hãy dành nhiều sự lãng mạn cho nhau, để những khoảnh khắc yêu thương và những kỷ niệm sẽ nuôi dưỡng tình yêu tuổi già của hai người. Xét về phương diện sức khỏe, dự báo thời điểm sắp tới, tình hình sức khỏe của bản mệnh không phải lo lắng gì nhiều, hãy cố gắng tập thể dục. Thông qua những bài tập đơn giản như đi bộ, xoay cơ, xoay khớp, bạn có thể tập luyện nhiều hơn nếu có thể. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung các dưỡng chất bằng việc ăn uống đủ chất, nhất là bổ sung rau xanh, hoa quả tươi, ăn nhiều cá thay vì ăn thịt. Đó là cách bạn trau dồi cho sức khỏe của bản thân mỗi ngày. Nếu có ý định uống vitamin để bổ sung dưỡng chất thì bạn nên xem xét lại, vì thực tế bạn không biết mình thiếu vitamin nào. Tốt hơn hết, hãy đi thăm khám để nghe lời khuyên của bác sĩ, đừng nghe ai đó nói mà đã vội vàng uống các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ đến quý khán giả lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, cần đặc biệt chú ý điều này, đúng 7 ngày tới. Con giáp tuổi Mậu Tuất 1958 nên chú ý cách hành xử trong thời điểm này, dù gặt hái được thành công lớn lao thì bản mệnh cũng chớ nên coi thường người khác. Nếu bạn quá quênh quang thì dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện, đặt điều cho bạn hoặc cướp mất công mà bấy lâu nay bạn phải tốn công gây dựng. Khi vướng phải rắc rối, bạn cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy, nói những điều hoặc có những hành động không phù hợp, đừng để người khác có thể lấy đó làm cái cớ hạ bệ bạn. Với người làm kinh tế, bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn, muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào luận giải chi tiết về vận trình tử vi vận mệnh cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 theo từng tháng sinh âm lịch, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 1 âm lịch. Đây là người có tài, có chí nhưng lại không có đất dụng võ. Người này làm việc gì cũng gặp khó khăn, công sức bỏ ra chẳng được hưởng. Thêm vào đó lại không được hưởng phúc phận từ tổ tông, nên phải chịu nhiều vất vả, tài lộc chỉ ở mức bình thường. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 2 âm lịch. Người này sự nghiệp thăng tiến rất nhanh, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời sống trong vinh hoa, phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú, đại quý. Tuy nhiên, để nhận được sự yêu mến của nhiều người hơn thì bản mệnh cần thay đổi tính cách bảo thủ, cố chấp,
không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 3 âm lịch. Sự nghiệp của người này sẽ được quý nhân nâng đỡ, nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, tài lộc cũng theo đó mà lên cao mãi. Đa phần người này đều là người làm nên nghiệp lớn, gian danh bốn bể. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này có vận số cực kỳ tốt, bản mệnh vốn là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người, nên công danh, lợi lộc không thiếu thứ gì, là con giáp quan hệ rộng, được muôn người trọng vọng, kính nể, quyền lực nắm trong tay. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 5 âm lịch. Người này có số mệnh phú quý, đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, là nhân tài quốc gia. Tuy nhiên, tính tình lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 6 âm lịch. Người này tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ anh em cũng không giúp đỡ được nhiều. Tuy bản thân học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi, nhưng lại chẳng may mắn, nếu đi theo con đường kinh doanh, thì tài lộc bất ổn, khi thăng, khi trầm. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này thông minh, đỉnh ngộ, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực. Bất cứ chuyện gì người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người này có cuộc đời hạnh phúc, thành công, được bạn bè, anh em hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều, thăng tiến như diều gặp gió, tài lộc cực kỳ dồi dào. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này có chí hướng cao xa, tham vọng to lớn, có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, có lộc về đường quan chức. Do được quý nhân phù trợ, nên cuộc đời sẽ gặp hung quá cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này luôn dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước, mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 10 âm lịch. Vận mệnh cuộc đời của người này an phận thủ thường, không màng danh lợi. Bạn là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Vì thế, tài lộc chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu, không mấy dư giả, nhưng cũng không phải chạy dậy mượn ai. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này thiếu sự quyết đoán, một khi thất bại thì khó vực dậy tinh thần, mặc dù bạn có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được. Dù làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả, tài lộc không mấy khả quan. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 12 âm lịch. Người này không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp khởi đầu chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Tuy nhiên, nếu giữ cho mình ý chí kiên cường, năng kết giao với những người tài năng, thì có cơ hội cải vận, giúp đường tài lộc hanh thông hơn. Quý vị thân mến, đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ai cũng sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với những điều không như ý, nếu có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở thì có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tu dưỡng cho bản thân. Đây chính là đạo lý tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. 1. Bảo trì tâm đơn giản. Con người ta thường bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà khiến cuộc sống trở nên phức tạp. Như người xưa giảng rằng, cáo ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng, ruộng tốt dạng khoảnh ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm, đạt đến một cảnh giới tinh thần cao thượng rồi, người ta sẽ ngộ ra rằng, đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được, nếu con người ta sống không quá chấp nhất, truy cầu.
2. Không hối hận. Đời người có rất nhiều quyết định và lựa chọn. Mỗi sự lựa chọn sẽ mang đến những kết quả khác nhau, nhưng khi nhìn lại tất cả đều sẽ là những bài học. Có bài học là chính diện, có bài học là phản diện. Kẻ chí không ôm giữ lòng hối tiếc, cũng không ôm giữ tâm oán hận, biết lấy quá khứ làm gương soi mình để tiếp tục tu dưỡng bản thân. 3. Lý trí. Mỗi người đều có cả hai nhân tố thiện và ác. Để kiềm chế phần ác và phát triển phần thiện, người ta phải dựa vào lý trí. Lý trí là phân biệt rõ thiện ác đúng sai và có năng lực khống chế hành vi của bản thân. Trên thực tế, người lương thiện nhất chính là người có lý trí. 4. Hiếu thảo với cha mẹ. Trong trăm điều thiện, trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn dâng theo tâm nguyện của cha mẹ, để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần, bái Phật. Phật dạy về chữ hiếu rằng: thỉnh 100 chỉ giới cao tăng đức độ, 100 tiên nhân, 100 bằng hữu tới thất bảo, nuôi dưỡng hàng trăm loại điều lành, việc thiện, trồng hàng trăm loại dược liệu chữa bệnh, trồng hàng trăm kiếp cũng không phúc đức bằng một lần thành tâm niệm hiếu, cung cấp phụng dưỡng chính cha mẹ mình, tích đức cho cha mẹ mình. 5. Phóng sinh. Phóng sinh thực ra là cứu mạng, chỉ khác với cứu người ở chỗ không phải đồng loại với mình. Phật giáo tin rằng chúng sinh bình đẳng, vạn vật ngang hàng, nên phóng sinh cũng như cứu được mạng người đều có ý nghĩa. Trong dân gian, phóng sinh thường xuyên được sử dụng để tiêu tai, giải nạn, lấy việc cứu được sinh mạng để tích đức, làm phúc. Dân, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.